Thưa quý độc giả, ở Việt Nam những năm vừa qua, hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng, đặc biệt là các công ty tài chính đã có những đóng góp quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội, góp phần hạn chế và đẩy lùi nạn tín dụng đen. Tuy nhiên, trong thời gian qua, hoạt động này đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập và trong nhiều trường hợp chính người tiêu dùng bị thiệt hại. Chương trình tư vấn pháp luật hôm nay mời luật sư Phan Văn Vĩnh đến từ Đoàn Luật sư tỉnh Tây Ninh cùng trao đổi một số nội dung liên quan đến vấn đề trên với chủ đề bảo vệ người tiêu dùng khi vay tại các công ty tài chính. Xin cảm ơn luật sư Phan Văn Vĩnh đã dành thời gian để tư vấn cho quý độc giả báo Tây Ninh Online trong chủ đề ngày hôm nay. Xin chào Ngọc Nữ và xin chào quý độc giả của báo Tây Ninh Online. Thưa luật sư, xin luật sư cho quý độc giả báo Tây Ninh Online được biết khái quát các quy định pháp luật về hoạt động cho vay tiêu dùng ở Việt Nam như thế nào? Đây là câu hỏi rất hay, đặc biệt là trong cái hoàn cảnh mà bà con chúng ta đang trải qua một cái thời kỳ dịch bệnh kéo dài, cuộc sống khó khăn, phải sống đôi khi nhờ đến những cái khoản vay ngoài ngân hàng thì còn vay các cái tổ chức tín dụng. Thì theo luật tổ chức tín dụng năm 2010, được sửa đổi bổ sung năm 2017, quy định về hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tín dụng nhằm bảo đảm cái tính pháp lý cho giao dịch tín dụng trên thị trường. Thì theo đó chúng ta được hiểu cấp tín dụng là việc thỏa thuận để tổ chức hay là cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặc là cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghĩa vụ cho vay, chiết khấu cho thuê tài chính, bao thanh toán bảo lãnh ngân hàng và các nghĩa vụ cấp tín dụng khác. Theo quy định tại khoản 16 điều 4 luật các tổ chức tín dụng thì cho vay là hình thức cấp tín dụng. Theo đó thì bên cho vay giao hoặc cam kết giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định trong một thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi. Như vậy thì cho vay tiêu dùng được xem là một phần trong hoạt động cho vay mà các tổ chức tín dụng có thể sử dụng như một công cụ hoạt động nhằm tìm kiếm lợi nhuận. Và đặc biệt là để cụ thể hóa các quy định về hoạt động cho vay trong luật các tổ chức tín dụng thì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành các cái thông tư để quy định cụ thể về cho vay tiêu dùng của các công ty tài chính, giúp người dân tiếp cận tín dụng chính thống thay vì phải vay ở ngoài tín dụng đen. Theo đó thì hoạt động cho vay tín dụng của công ty tài chính là cái việc công ty tài chính cho vay bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng là cá nhân nhằm đáp ứng nhu cầu cho mục đích tiêu dùng của khách hàng như là chi phí học tập, chữa bệnh, du lịch, văn hóa, thể dục thể thao hoặc là chi phí sửa chữa nhà. Với tổng dư nợ cho vay tín dụng đối với một khách hàng tại công ty tài chính đó không vượt quá 100 triệu đồng. Xin cảm ơn luật sư. Thưa luật sư, xin luật sư cho biết là thực trạng hoạt động cho vay tín dụng tại các công ty tài chính ở Việt Nam trong thời gian qua như thế nào? Phải nói là thực trạng trong thời gian qua đó, người dân hoan nghênh cũng nhiều, nhưng mà nhiều dư luận không tán thành trong một số trường hợp cũng không phải là ít. Thì chúng ta biết hai cái nhóm chủ thể chính trong cung cấp dịch vụ tài chính tiêu dùng á, thì gồm các ngân hàng thương mại và các công ty tài chính. Thông thường thì các ngân hàng sẽ có mức lãi suất cho vay thấp, nhưng bù lại đó cái thủ tục giấy tờ và thời gian phê duyệt cái khoản vay nó phức tạp và lâu hơn công ty tài chính. Trong khi đó thì các công ty tài chính có thủ tục vay rồi bộ hồ sơ giấy tờ đơn giản, gọn nhẹ hơn, đi kèm là mức lãi suất ngược lại với ngân hàng là cao hơn so với mức quy định của Ngân hàng Nhà nước. Về hình thức của các hoạt động cho vay tín dụng thì các công ty tài chính và người vay sẽ ký hợp đồng cho vay tín dụng theo mẫu mà công ty tài chính đã đăng ký tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Với các điều khoản trong hợp đồng sẽ được soạn sẵn và dùng để ký kết với nhiều chủ thể vay khác nhau. Như chúng ta biết thì trong cơ cấu nền kinh tế Việt Nam hiện nay, ngành công nghiệp và dịch vụ bao gồm cả nhu cầu về tiêu dùng thì nó tương đương với nhau, mỗi bên là một nửa. Có nghĩa là sự phát triển của lĩnh vực tiêu dùng chiếm khoảng phân nửa cái sự phát triển chung. Tuy nhiên hiện nay thì hoạt động cho vay tiêu dùng của các công ty tài chính vẫn còn một số cái bất cập như sau. Thứ nhất, còn phát sinh nhiều tranh chấp về các nội dung trong hợp đồng cho vay tín dụng như là lãi suất, phí,
thời hạn trả nợ, vân vân. Một trong những nguyên nhân trực tiếp là khách hàng thường là không nắm được cái nội dung trong hợp đồng vay, không giữ được và không hiểu các cái ngôn từ, các thuật ngữ trong hợp đồng vay. Và thông thường là các công ty tài chính đổ thừa là phải gửi về công ty để đóng dấu, cho nên cái người vay không cầm được cái hợp đồng liền, mà sau đó mới nắm được cái hợp đồng. Và khi nắm được, khi hiểu rõ nội dung rồi đó, thì người ta sẽ không lường trước được những hậu quả pháp lý mà khi người ta đã nhận đồng tiền vay của công ty tín dụng. Thứ hai, công ty tài chính thì nó không ghi nhận và không giải quyết hoặc là kéo dài cái thời gian giải quyết cái yêu cầu khiếu nại của khách hàng vay. Và phải nói là cái khả năng khiếu nại của khách hàng gần như là bằng không. Thông thường là không thể nào khiếu nại được. Vấn đề thứ ba là có những hành vi đe dọa quấy rối người tiêu dùng khi nhắc hoặc là thu hồi nợ. Ở đây là chúng ta thường nghe nói là cái chuyện mà nó điện thoại cả người thân, cả người quen để nhắc cái chuyện thu hồi nợ của khách hàng, phải nói rất nhiều, gây phiền toái cho nhiều người dùng mạng xã hội cũng như nhiều người dùng điện thoại di động. Vấn đề thứ tư là thông qua các cái gói lãi suất ưu đãi đó, thì thậm chí là gói dịch vụ cho vay tiêu dùng nói là 0% lãi suất, thực ra là để thu hút khách hàng thôi. Nó ẩn chứa một số cái lãi suất rất là cao. Có thể nói nhiều người cho đó thực ra là cái bẫy mà nhiều khách hàng thiếu hiểu biết thường bị mắc. Và thường chúng tôi với tư cách là luật sư, trong những cái trường hợp mà tranh chấp về hợp đồng vay đó, thường chúng tôi phát hiện rằng là cái lãi suất của các khoản vay này thường thường nó gần chạm cái mức mà luật hình sự quy định là cho vay nặng lãi. Nhưng nếu nó cộng thêm cái lãi suất hoặc cái thu nhập từ những cái khoản mà bảo hiểm tiền vay đó, mà thông thường công ty bảo hiểm này nó cũng nằm trong cái tập đoàn của công ty tài chính này, cho nên nếu mà cộng thêm khoản đó nữa thì rõ ràng cái khoản lãi suất vay này nó cao hơn cái mức mà pháp luật cho phép. Tuy nhiên họ có cái biện pháp, họ lách luật, nó gần chạm đỉnh thôi chứ chưa tới cái mức phải bị truy cứu về hình sự về cái tội cho vay nặng lãi. Xin cảm ơn những thông tin rất là hữu ích của luật sư vừa cung cấp vừa rồi cho quý độc giả báo Tin Online. Thưa luật sư, như vậy thì để bảo vệ người vay thì người có những cái giải pháp gì không ạ? Câu hỏi này cũng nói rất là phù hợp trong cái thời điểm hiện nay. Chúng ta biết rõ ràng ngân hàng nói chung, rồi công ty tài chính nói riêng, hay là kể cả một số cái hoạt động kinh doanh khác, người ta thường có khẩu hiệu là khách hàng là thượng đế. Tuy nhiên trong trường hợp này đó, thì chúng tôi thấy rằng nó chỉ đúng khi mà người vay chưa đặt bút hoặc là mới đặt bút ký vào hợp đồng vay mà thôi. Còn trong quá trình thực hiện hợp đồng thì gần như là người vay trở thành bên yếu thế hơn so với tổ chức tài chính. Có thể kể ra một số bất cập và bất hợp lý sau đây. Người vay thì ít có cơ hội đọc, và nếu có đọc thì cũng ít có khả năng hiểu đầy đủ cái nội dung hợp đồng vay. Và như tôi nói hồi nãy, cái thủ thuật của cái bên cho vay thường thường là nó cho ký vào cuối buổi làm việc để cái thời gian đó, đó nó cập rập. Cái thứ hai là hoặc là nó hẹn là phải gửi về công ty mẹ để ký tên đóng dấu xong rồi mới chuyển cho khách hàng. Cho nên phần lớn là khách hàng không đọc được khi đặt bút ký. Còn về lãi suất thì bằng nhiều thủ thuật thì lãi suất cho vay của công ty tài chính thường là như tôi nói hồi nãy là nó tiệm cận cái mức lãi suất được xem là cho vay nặng lãi theo pháp luật hình sự. Tuy nhiên nếu mà chúng ta tin mắt á, thì cộng cả những khoản thu khác thì lãi suất này trong một số trường hợp nó thuộc cái loại là cho vay lãi suất cao, và có một số trường hợp là thuộc cái lĩnh vực cho vay nặng lãi. Cái công ty bảo hiểm tiền vay đó thì thực chất nó là một bộ phận trong cái tập đoàn tài chính này mà thôi. Vấn đề tiếp theo á, một cái bất cập nữa đó là thông thường cái bên mà cho vay, tức là các công ty tài chính đó, tùy tiện đưa cái người liên đới chịu trách nhiệm. Chúng tôi xin mở ngoặc nói rõ thêm cái chữ liên đới này. Thông thường nếu mà ngân hàng á, thì nó có cái thuật ngữ tức là cái người thừa kế, thường là chồng với vợ hoặc vợ với chồng, hoặc là con với mẹ hoặc là con với cha, vân vân. Nhưng mà trong cái công ty tài chính đó, thường thường nó lại đưa vào các cái khách hàng và những người có liên đới. Trong đó có thể nói đó
là trong nhiều trường hợp công ty tài chính nó thu giữ rất nhiều số điện thoại của người thân và các người quen của người vay. Người thân thì chúng ta biết là gồm cha mẹ, anh chị em, vợ chồng vân vân, nhưng mà có cả những người quen, có khi trong danh bạ điện thoại của người đó là bạn bè hoặc người làm chung, thì cũng sẽ bị đưa vào cái diện sau này nếu cần nhắc nhở. Và thông thường những cái đối tượng này trở thành những đối tượng là bị quấy rối khi mà công ty tài chính đòi nợ. Như trường hợp gần đây chúng tôi có tiếp nhận cái khiếu nại của một cái trường mẫu giáo trên địa bàn Tây Ninh, vì một cô giáo lỡ vai của một công ty tài chính mà sau đó nó quấy rối cả hiệu trưởng, hiệu phó và những cái giáo viên ở xung quanh và ở trong trường đó. Riêng cái lĩnh vực mà ngân hàng chính thống á, thì chúng ta biết là chỉ có trường hợp là vợ chồng, cha con, mẹ con với nhau thôi. Còn ở đây là công ty tài chính nó sẽ đưa tất cả những cái người mà nó nắm được vào cái diện liên đới để sau này có thể quấy rối, để thúc đẩy miễn thu hồi được khoản nợ mà thôi. Vì vậy đó, thì để hoạt động cho vay tín dụng tại các công ty tài chính đạt hiệu quả cao, nhưng đồng thời mặt khác cũng phải bảo vệ được người vay, cần có các giải pháp sau đây. Thứ nhất là nhà nước cần hoàn thiện quy định pháp luật về cho vay tín dụng tại các công ty tài chính. Theo chúng tôi biết thì hiện nay nhà nước, ngân hàng nhà nước cũng đang có cái dự định là sẽ sửa đổi cái luật về tổ chức tín dụng để tách bạch cái việc cho vay tín dụng theo kiểu của ngân hàng, mà đưa cái tổ chức tín dụng thành một cái doanh nghiệp cũng hoạt động vì cái lợi nhuận chứ không phải như ngân hàng. Đặc biệt là về lâu về dài thì xem xét đưa công ty tài chính ra khỏi cái luật các tổ chức tín dụng. Từ đó công ty tài chính một mặt họ sẽ có cái đất để mà dụng võ riêng, để phát triển, để bảo đảm cái quyền tự chủ trong kinh doanh của mình. Nhưng mặt khác cũng không để nhập nhằng giữa hoạt động tín dụng của ngân hàng với hoạt động cho vay tín dụng của các công ty tài chính. Vấn đề thứ hai là cần phải hoàn thiện quy định pháp luật về lãi suất trong hoạt động cho vay tín dụng tại các công ty tài chính để bảo đảm làm sao cái lãi suất này nó không quá cao. Đặc biệt là cần chú ý đến mức lãi suất hiện nay. Như tôi nói hồi nãy là nó đang tiệm cận mức lãi suất có thể cấu thành với cái tội cho vay nặng lãi. Phần thứ ba, cần phải tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động cho vay tín dụng của các công ty tài chính. Bảo đảm hoạt động thật trong sạch chứ không có nhập nhằng cái kiểu nửa nhà nước mà nửa theo kiểu tín dụng đen. Phần thứ tư là nâng cao cái nhận thức của người vay khi lựa chọn các công ty tài chính để mà ký kết hợp đồng vay tiền. Trong đó trước khi ký hợp đồng vay thì cần nghiên cứu kỹ nội dung và các tài liệu liên quan khác. Đồng thời yêu cầu bên cung cấp dịch vụ phải giao hợp đồng, tài liệu giao dịch có đầy đủ chữ ký, con dấu để làm căn cứ giải quyết các tranh chấp sau này nếu có xảy ra. Trong trường hợp có tranh chấp thì ngoài việc phản ánh qua điện thoại tới bộ phận có liên quan của đơn vị cung cấp dịch vụ, từ người tiêu dùng nên kết hợp gửi email hoặc gửi thư để bảo đảm lưu cái vết thông tin đó làm bằng chứng, để tránh trường hợp sau này các công ty cung cấp dịch vụ tài chính đưa ra lý do là không tiếp nhận được khiếu nại. Từ đó mà người tiêu dùng có cái cơ sở giải quyết làm cái căn cứ sau này khi có tranh chấp xảy ra. Xin cảm ơn những giải pháp mà luật sư vừa chia sẻ cho quý độc giả. Thưa luật sư, trong trường hợp vô cớ bị đòi nợ trên điện thoại thì xin luật sư cho biết người bị gọi đó thì cần phải làm gì? Đây là câu hỏi rất thiết thực. Sở dĩ mà MC đặt ra câu hỏi bị gọi trên điện thoại là chúng tôi hiểu là hiện nay phần lớn là bà con, nhất là những người già, những người thân của những người vay tiền, phần lớn là chỉ sử dụng điện thoại thôi chứ không có sử dụng mạng xã hội. Tuy nhiên cái việc mà quấy rối này nó diễn ra cả ở hai khía cạnh, cả trên điện thoại và cả ở mạng xã hội. Tuy nhiên vì cái điện thoại là phổ biến nhất cho nên là chúng tôi thiết nghĩ thế này. Nếu mà chúng ta theo dõi các cơ quan thông tin đại chúng, chúng ta biết là cơ quan công an cũng có nhiều khuyến cáo rồi. Trong đó đó thì người dân cần phải có một số biện pháp khi mà bị các đối tượng gọi điện hay nhắn tin với tính cách như là khủng bố để đòi nợ, mặc dù là mình không có vay tiền, thì cần phải có một số cái hành vi như sau. Thứ nhất, bản thân người được gọi đó phải bình tĩnh xử lý và giải thích ngắn gọn về việc mình không quen biết với người vay
hoặc là không có trách nhiệm với khoản nợ mà đối tượng đề cập. Đồng thời nếu có thể thì chúng ta hỏi rõ thêm thông tin về đơn vị đòi nợ, nhắc nợ và yêu cầu cung cấp các chứng cứ, hợp đồng, thông tin về việc vay nợ của mình nếu bên đó ám chỉ là mình có vay nợ. Và cái biện pháp nữa là chúng ta nên chủ động ghi âm. Thông thường hiện nay trên điện thoại nó có cái chức năng đó. Khi người ta gọi tới mình có thể là bấm vào một nút, có thể ghi âm cuộc gọi hoặc là lưu tin nhắn để sau này làm bằng chứng. Vấn đề tiếp theo là chúng ta có thể thông báo hướng dẫn cách xử lý cho người thân, bạn bè hoặc là đồng nghiệp của mình khi bị các đối tượng đòi nợ, gọi điện, nhắn tin làm phiền với nội dung tương tự như trên. Cái thứ ba nữa là có thể chúng ta sử dụng các tính năng có sẵn trên điện thoại hoặc trên mạng xã hội để chặn các cuộc gọi, chặn các tin nhắn làm phiền của các đối tượng đòi nợ. Tuy nhiên ở đây chúng tôi cũng xin mở ngoặc thế này, là thông thường các đối tượng đòi nợ này nó có rất nhiều cái sim rác, cho nên một người bị quấy rối, chặn, nó sẽ dùng sim khác gọi tiếp. Đôi khi 5, 7 cả chục cái sim và cả chục cái số điện thoại gọi đến với cách khủng bố như vậy. Tuy nhiên không phải vì vậy mà chúng ta buông xuôi, mà nếu chúng ta thấy rằng những cái tin nhắn đó không hợp lý, chúng ta vẫn cứ chặn và chịu khó chặn, dù nó là 5, 7 hay là 10 chúng ta cũng cần phải chặn điều đó. Còn đối với các trang Facebook cá nhân có thể khóa các bình luận của người lạ. Đây là nếu ai là dùng mạng xã hội thì có thể biết. Tuy nhiên cái quan trọng nhất á, nếu cái tình trạng mà làm phiền này kéo dài, thậm chí đến mức có thể gọi là khủng bố trên điện thoại đó, thì người dân có thể trình báo đến các cơ quan công an, các cơ quan thông tin để có cái biện pháp xử lý kịp thời. Đặc biệt là cần nhớ rõ là tuyệt đối không cung cấp các thông tin của bản thân cho các cái đối tượng gọi điện đòi nợ, như là thông tin về giấy tờ tùy thân, số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số tài khoản, hay là quan hệ gia đình, đồng nghiệp, bạn bè nơi làm việc sinh sống với cái người mà bị đòi nợ. Cũng theo nhiều lần Bộ Công an hướng dẫn đó, để vừa bảo đảm cái nhu cầu vay tiền, vừa bảo vệ người thân, gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đó, thì khi người dân có nhu cầu vay đó thì cần phải tìm hiểu, lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ thật là uy tín, thể hiện đầy đủ các thông tin trên website như là tên công ty, mã số doanh nghiệp, địa chỉ, các chính sách cụ thể về lãi suất vay và các cái hình thức vay phù hợp. Riêng thì các cơ quan, các tổ chức, các doanh nghiệp cũng cần hướng dẫn và yêu cầu cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trong đơn vị mình không vay qua app không rõ nguồn gốc, không được nhân danh đơn vị hoặc là cung cấp số điện thoại của cơ quan, đồng nghiệp để vay tiền. Đây là cái điều kiện cần và đủ để bảo đảm bản thân mình không bị quấy rối mà những người chung quanh mình, gồm cả người thân và người quen, không bị quấy rối. Xin cảm ơn những thông tin rất cần thiết của luật sư vừa cung cấp cho quý độc giả báo Tin Ninh Online. Thưa quý độc giả, trong những năm qua, hoạt động cho vay tín dụng tại Việt Nam phát triển khá mạnh với sự tham gia tích cực của nhiều tổ chức tín dụng, trong đó có sự tham gia của các công ty tài chính ngày càng nhiều. Không thể phủ nhận, đây là một lĩnh vực đầy tiềm năng mà các ngân hàng cũng như các công ty tài chính đang hướng đến. Tuy nhiên, do thời gian phát triển chưa được lâu, hoạt động cho vay tín dụng tại Việt Nam thời gian qua bộc lộ một số vấn đề cần phải điều chỉnh khắc phục. Vì vậy, pháp luật với vai trò điều chỉnh các quan hệ xã hội và mang tính dự báo trước cần có những quy định tạo hành lang pháp lý an toàn cho thị trường cho vay tín dụng ở Việt Nam. Đồng thời, người vay cũng cần là người tiêu dùng thông minh trước khi đặt bút ký tên vay tiền với các tổ chức tín dụng. Hy vọng qua chương trình tư vấn pháp luật hôm nay, luật sư Phan Văn Vĩnh đã thông tin cho quý độc giả báo Tin Ninh Online một số thông tin hữu ích giúp cho quý độc giả báo Tin Ninh Online hiểu rõ hơn hoạt động các công ty tài chính. Một lần nữa, xin cảm ơn luật sư Phan Văn Vĩnh đã tư vấn cho quý độc giả rất cụ thể và cần thiết trong chủ đề ngày hôm nay. Xin cảm ơn luật sư. Xin cảm ơn quý độc giả đã quan tâm chương trình. Mong được gặp lại quý độc giả trong những chương trình lần sau. Thưa quý độc giả, chương trình tư vấn pháp luật của báo Tin Ninh Online hôm nay xin được khép lại tại đây. Chương trình mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý độc giả. Xin thân ái, chào tạm biệt.